Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Peo. Bạn bảo là anh mèo Peo đừng có chơi parkour mà có mấy cái map mà kiểu ảnh bìa nhìn nó trông nó là lạ các bạn ạ. Bởi vì là ảnh bìa nhiều khi nhìn các bạn tải ảnh trên mạng về cho nên là vào trong nó không được như ảnh đâu, nó không hay đâu này. Ý bạn bấy là bảo là đây là mấy cái map parkour mà ở trên thư viện mini á, mà mấy ông mà dùng ảnh bên ngoài dán vào bữa nhìn trông có vẻ đây là map đối chiến là ở đấy đại loại kiểu đây đấy, dùng mấy cái ảnh mà dán vào này nhìn thì tưởng ngầu các bạn ạ, nhưng mà bên trong chưa chắc đã ngầu đâu. Đây kiểu này đấy, để ảnh như này nhìn cua fairy nhưng mà vào bên trong nó lại kiểu như nào đấy, chắc là thế. Tôi nghĩ là cũng đúng, chúng ta nên chơi đi map mà ảnh bìa trông nhìn thực tế không đấy. Nhìn này, bên trong có như nào chụp được thế, trông có phải nhìn thấy hết này, trông có phải là cũng hợp lý không biết. Nghe cũng được các bạn ạ. Ok, map bóc cua Nhật Bản nhìn trông chất này, xây cả cái lâu đài Nhật Bản này, mấy cổng này cái gì ấy. Wow, vô cây rồi này, đây là thanh kiếm à? Ê, ở phía sau là thanh kiếm luôn. Cái này chắc là ảnh bên ngoài dán vào thôi, bên dưới đâu phải bị ngồi ảnh bên ngoài dán vào. Cái này là ảnh này là vẫn có một chút để chỉnh sửa rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là chắc là cái tòa thành Nhật Bản này là gốc này, tôi đoán vậy bạn ạ. Parkour Nhật Bản mang đậm tính văn hóa của một mini game parkour kết hợp phong cách đến từ sân khấu, nghe có vẻ hợp lý nè. Ok, rồi trải nghiệm thử xem map của Nhật Bản khá là mới nhá, 26 tháng 3 này, xem là như thế nào bạn ạ. Này, nhìn ít ra là cũng có chút thực tế chứ không mấy map là kiểu ảnh bìa toàn dán bên ngoài vào, tôi nhìn tôi cũng hoang mang chịu các bạn ạ. Ok rồi, trải nghiệm thử xem map của Nhật Bản này chơi nó có gì hay ho không bạn ạ. Ok, mở phòng á. Ủa đâu rồi, à đây. Vỗ luôn bạn ơi, chiến lìa bạn ơi, map khá là mới, quất luôn. Bây giờ hình như Minua chỉnh lại cái phân vào phòng bị lâu bạn ạ. Tôi nhìn thấy có mấy tòa nhà Nhật Bản ở đây, nhìn cũng được đấy. Nhưng mà để coi xem là như nào đây, bố cục các thứ đường parkour như nào nữa bạn ạ. Chứ để parkour ngắm cảnh không thì nó đâu có gì thú vị. Cái tiếng game mà tự bật mắt to lên mà, ảo thật. Parkour Nhật Bản, đúng rồi, Nhật Bản thì phải nhắc đến anime, truyện tranh các kiểu không? Có hình như vậy anime này, có cả rap hơn này. Ôi dồi ôi. Ok, nhắc đến RAM ấy, ReZero hình như chuẩn bị có phần 3 đấy. Cái bộ này, bộ này hình như chuẩn bị có season 3 đấy, hình như tháng 10 hay cuối năm nay này. Tôi không nhớ tháng mấy, hình như cuối năm nay này. Cuối năm nay có ReZero phần 3 đấy, không biết là RAM có tỉnh lại không, tôi không biết. Chắc là các bạn nào mà coi anime biết được bộ đấy không nhỉ? Nhiều khi các bạn biết RAM chưa coi bộ đấy có thể thế, bởi vì nhân vật khá nổi mà. Đi đâu lên trên mạng chả thấy hình RAM các thứ, hình Emilia, hình RAM, hình RAM. Ôi bụa, tôi tưởng bên kia tự lưu sinh rồi chứ, chưa lưu à? À không, đây có gì lưu đâu. Ủa rồi, đánh số 2 mà không lưu sinh à? Phải đi vào bơi để lưu bạn ạ. Phải đi vào chính giữa để lưu nha. Ok bạn ơi, mấy cái tòa tháp này thì là gọi là xây một tòa xong copy nhiều tòa thôi bạn ạ. Đấy, cũng tương tự thôi. Cái này kiểu trồng dần lên đấy, và cao và thấp thì cũng tương tự nhau bạn ạ. Muốn xây cao thì cứ trồng lên thôi, nó thành cao thôi. Kiểu xây một tầng xong copy lên nhiều tầng á. Đó, đại loại vậy. Đấy cả, lưu hồi sinh biến lỗi á. Ê, lưu hồi sinh biến thật à? Không. Ôi lỗi lâu. Chắc không biết từ không, tốt nhất mình không nên bị rớt bạn ạ. Ê, thấy có người đề cử mà, thấy có mấy người đề cử mà, chắc không lỗi đâu. Chắc làm sao chứ, hay do liên thông thì bị lỗi nhỉ? Cũng chưa biết bạn ạ. Không dùng quyển dịch chuyển để tránh bị lỗi nhé. Tôi có sai đâu. Nhưng mà tôi cũng khá là nghi ngờ cái việc bị lỗi hay không đấy. Bởi hình như phải đi thẳng vào ô màu đỏ mới được lưu cơ. Tại vì lúc nãy mình đang nhảy tới mình lại quay trở lại level đầu. Ủa, nó tự ghi đã lưu này nó. Đâu cần phải đi vào ô màu đỏ đâu. Ủa, lạ nhỉ? Tôi cũng thấy hơi là lạ bạn ạ, bởi vì lúc nãy mình đang nhảy qua cái level 2 rồi mà mình lại quay về level 1, cũng hơi nghi, chắc cùng lắm chỉ lỗi level 1 thôi, chắc thế. Mong là như vậy bạn ạ. Chứ bây giờ bạn nhảy một phát là quay lại level 1 là thôi hơi toang đấy. Tốt nhất là để an toàn chúng ta không nên để rớt bạn ạ. Còn là bóc quân Nhật Bản thật ra là chỉ có mỗi mấy cái thoạt tháp copy đi copy lại bạn ạ. Không có nhiều lắm nhở. Một chí hoa anh đào tôi còn chả thấy mấy các bạn ơi. Đến Nhật Bản là bắc phải có hoa anh đào. Ồ, hoa bầu.
Có mấy cái kiếm nhìn chắc là mấy kiếm này chắc là dùng 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 gì à? Dùng chiếc g để xây này, dùng script này. Không bị lỗi sinh à? Hình như xài script để xây đúng không? Có tàng hình đấy, từ nè. Bây giờ nó còn bất tàng hình rồi đúng không? Bị à, băng băng trơn à? Đấy, mấy kiếm này coi như nhìn cái hoa họa tiết này đấy. Số đậm chút nhạt này, đúng không? Cái này là nhìn là biết là máy xây chứ không phải là người xây bạn ạ. Bình thường một người mà xây một cái katana bình thường không bao giờ rảnh mà ngồi bôi màu chỗ xám, chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ màu này đâu. Người ta xây màu trắng, là màu bạc, là màu xám luôn. Đó, nhìn là biết bạn, nhìn biết. Nhìn cái này là biết là hoa văn, kiểu lấy ảnh xong rồi dán vào để máy tự build. Nhìn mới biết chứ gì đâu. Mà yếu tố Nhật Bản cũng đâu có do lắm, tôi cứ cho là vậy đi. Mấy cái tòa tháp này nhìn nó cũng không giống Nhật Bản lắm cơ bạn ạ. Nhìn nó giống Trung Quốc, Hàn Quốc hơn ấy. Chưa chắc là Nhật Bản đâu. Đây, kiếm katana này. Chưa lửa. Chưa có lửa xem bật ơi. Cái này cái gì ấy? Này, chúng ta bắt cua lên cái gì ấy? Bắt cua lên cái gì? Không biết cái này cái gì bạn ạ. Nó nhìn khá là hay mình nhỉ? Cũng rất là hay. Úi xời ôi bạn ơi. Một cái cổng cái là Nhật Bản là cổng màu này. Nhật Bản là phải cổng màu đỏ trắng luôn, không thấy màu này đi. Nhật Bản hắc hóa à? Nhật Bản này bị hư không hóa à? Sao là màu tím? What? Cổng màu tím. Sao Nhật Bản này có cái xe lửa kiểu này? What? Cái xe lửa này là một cái xe lửa giống như kiểu bên Anh Quốc ở bên mình nước châu Âu không bạn ạ? Nhật Bản là phải người ta bây giờ nghĩ đến cầu tàu cao tốc không, tàu siêu tốc tư chạy màu trắng trắng chạy vèo đó. Chỉ mấy cái tàu này, mấy cái tàu cổ từ thời châu Âu mà what? Cái hình anime này lấy ở trên cái kho thư viện tải về dán vô đúng không? Không gì đâu. Này hình như ở trong trong Chainsaw Man này, đúng rồi, trong Chainsaw Man các bạn ạ. Lạ nhỉ? Chịu lắm luôn. Đây là ai đây? Ủa đây là bơi trò đây là ai đấy? Ơi trò đây là ai đấy? Đây vậy? Mình quên. Giống trong Jujutsu Kaisen nhở? Giống cái thanh niên nào trong Jujutsu Kaisen đúng không? Không nhìn giống giống một bận cái thanh niên nào á mà bỏ con đúng không nhở? Để như thế tôi không nhầm vậy, tôi không nhớ tên bận thanh niên bỏ con á. Xong rồi mà cầm súng bắn á, bắn bay đầu ai đó á. Tôi biết hình như là thế, hình như là vậy. Tôi chứ không nhớ đấy. Không nhớ tên. Tại vì ít xuất hiện quá tôi cũng không nhớ tên. Ôi bể tiếp bạn ơi. Ô cái gì đấy? Cái cây hay này. Cái cây bể cũng chịu khó build cái cây này. Nó không phải là cây tự chấm bởi là cây tự build mình cũng được. Trông cũng khá là đẹp. Cái cây thì cũng khá là ok. Tôi đánh giá cao cái cây bạn ạ. Cái cây này nhìn được ổn. Trông ổn đấy. Cái cây nhìn ổn đấy bạn ạ. Ok bật ơi. Úi xời ơi. Ê, cổng này cổng gỗ ý ra. Thà làm cổng gỗ này trông nhìn còn có tí hợp lý. Mặc dù nó màu đỏ nha. Cổng chuẩn là màu đỏ bạn ạ. Cái cổng xe của không chuẩn Nhật Bản đến này thì hỏng rồi. Cái gì đây? Lại nhân vật anime rồi đấy. Ở đây hình như cũng trong hình như cũng ở trong Jujutsu Kaisen này. Khoa bật. Cái gì đấy? Samurai à? Wow. Ok, lên. Rồi, bạn ơi. Một cổng nhìn đẹp ấy. Mà tại sao không xem màu đỏ nhỉ? Tôi cũng không biết tại sao lại không xem màu đỏ nhỉ? Kỳ thật bạn ạ. Cổng này xem màu đỏ đẹp rồi, mới nhỉ? Chuẩn Nhật Bản luôn. Xem màu gỗ ta. Lạ, thật bận xem màu nâu. Hơi là lạ. Xem màu đỏ thì dễ liên tưởng hơn. Cho đi bộ qua luôn mà. What? Mà này, thậm chí không cần đi bộ luôn này. Này, em dẫm lên ga cũng chả chết được. 2.000 máu sao chết. What này, này 2.000 máu sao chết. Ảo thật đấy bận ạ. Chứ hiểu kiểu gì. Điểm hình gì ấy? Ê, cho hỏi hình gì ấy? Cho hỏi trước mặt là cái hình gì mà nhìn không rõ là hình gì bạn ạ?
Nhìn nó cũng không rõ là hình thù gì nữa. Ê, này ông muốn ông lấy hình pixel trên mạng ông gắn vô chứ gì? Bảo không biết hình gì bạn ạ. Bay, bay. Hay ta, wow. Giờ biết là casting thể lưu hình á, cắm cái cọc hàng rào lên á, là vẫn tính các bạn ạ. Ờ, giờ tôi biết nè. Giờ biết là dùng cái hàng rào để che này, cái hàng rào rất là to đâu, che gần hết cái casting thể lưu hình nhưng mà vẫn có thể nhảy lên cao được bạn ạ. Ờ, giờ tôi mới biết đấy, được. Lát nữa cho lên kênh Mèo TV luôn, phát hiện mới. Chơi bao lâu rồi biết bạn ạ, ảo thật đấy. Chơi bao lâu rồi tôi biết là cái này. Ờ, tôi tưởng nó không tính cơ. Nhưng mà nó vẫn tính cái casting thể lưu hình các bạn ạ. Hay ta. Chú bù, lưu hồi xem bạn ơi. Ờ, đấy. Mấy cái thuyền bay này thì liên quan đến Nhật Bản. Nó chắc chắn liên quan gì bạn ạ. Mấy cái thuyền băng này, cái thuyền máy bay kiểu khinh khí cầu, thuyền bay ở trên, tôi liên tưởng đến mấy cái phim kiểu thần thoại ở châu Âu hả, đúng không? Kiểu mấy phim thần thoại bên châu Âu á, đó. Kiểu mấy cái thành cổ xong rồi mấy cái thuyền máy bay á, cái đế chế châu Âu hồi xưa, cái phim kiểu fantasy cái thứ đấy. Nhưng nó chẳng liên quan gì Nhật Bản đấy bạn ạ. Không hiểu lắm bạn ơi. Này, có cái thuyền này nhìn trông cũng có tí Nhật Bản đấy, cái thuyền này này. Đấy, cái thuyền này thì nhìn cũng có tí châu Á này. Còn mấy cái thuyền này thì nhìn đậm chất châu Âu luôn, cái gì nữa. Có tí châu Á nào luôn mà. Để đây ba. Để đi ba, che bưng rồi. Úi xong, rớt. Level 20. Lưu được thêm chưa? Để đã lưu, ok. Quá bổ, máy xoay. Wow. Để ship vào đi thôi, bình thường, đơn giản. Này bởi cứ để ship vào đi thôi. Ok. Di chuyển lên bà con ơi. Cái đèn này hay ta. Ủa, cái đèn này mô hình này tải đâu vậy? Trông thấy nè. Này đấy, kiểu như ngọn nến thắp sáng. Gì vậy? Wow. Những dòng chữ đang bay lơ lửng trên trời. Wow. Nhìn ảo vậy. Wow. À đây, đây. À ra đây là cái chỗ quấy đấy à? Cái chỗ quấy đây, chỗ này bạn ạ. À. Tinh. Thì ra là chỗ quấy ở chỗ này. Và ra ảnh bị là cái chỗ quấy bạn ạ. Ok, nhìn cũng chung là cũng được. Mắt là gọi là chơi đùa bạn ạ, bảo là xuất sắc thì cũng không. Để mà tôi đề cửa chắc tôi sẽ không đề cửa bạn ạ. Bởi vì là cũng bình thường. Cái mái nhà này mà làm dài một tí nữa là đẹp đấy bạn ạ. Mái nhà trông hơi hơi nhỏ. Level 24. Ủa gì đấy, rẻ mã à? Wow, thăm qua nhà mà đây, wow. Nhà của thằng Chí này sao xây nhiều tầng mà không có đường đi lên à? Ơ, xây nhiều tầng mà không có đường đi lên bạn ạ. Buồn đấy, thong thong. À, mê cung bạn ạ, mê cung. À, level mê cung. Từ từ nha, để qua được không? Mày cũng đừng ăn sao nha. Ơ, chưa thắng à? Tưởng thắng rồi, mày chưa thắng bạn ạ. Đừng ăn sao nha. Wow. Wow. Ok. Ê mà khoan á. Anh nghe tôi nói không nhở? Thế rồi nghe rồi không? Anh nghe tôi nói bấm số 3 nào? Lâm hồ. Anh nghe tôi nói bấm số 3 nào? Rồi, sao biết ngay mà. Đó, biết game lỗi bạn ạ. Biết game lỗi rồi. Bấm số 3 anh em ơi. Bấm số 3 anh em ơi. Anh nghe tôi nói bấm số 3 nào? Đó, được. Không anh nghe tôi nói cả. Thì chưa phải là mấy kiềm lớp bạn lại bảo sao thế không phải phấn gì nghi nghi đôi khi liên thông mic game hay bị vậy bạn ạ. Bật mic âm rõ ràng đang bật mic mà không anh nói không anh nghe bạn ạ. Thế buồn. Cái hình giờ chúng ta là gì nhỉ? Tôi không nên bấm bạn ạ. Bây giờ bấm tôi thử bấm thử cái nhé. Thì dầu chấm than nó bấm nút đâu. Thì dầu chấm than bị che rồi, bị che bởi cái nút thần thú rồi. Bấm không có được. Trời ơi. Làm cái thiết kế là hay bạn ạ. Thiết kế là hay này. Thiết kế là đỉnh cam bạn ạ. Bị che luôn. Ô, cơm nắm này. Ờ, cơm nắm Nhật Bản đấy. Chuẩn luôn. Được. Mấy cổng này tôi thích cái cổng đỏ hơn bạn ạ. Cái cổng này mà màu đỏ thì ok hơn. Wow. Cơm hay đấy. Trông đẹp đấy. Đấy. À! Rớt rồi bấm E nào, quên bớt bấm E để hồi sinh này. Quên. Nó
này đâu, quỷ này chuyển đâu, bấm E cho nhanh bạn ạ. Joe, Joe, Joe. Ok, ok, mời. Ý rớt. Wow, wow. Ok, ok, cao thế. Không, sao lên, sao lên rồi. Giữa trận đầu luôn mà. Oh, wow. Đi chậm mà chắc, mà lại chậm mà chắc. Không vội vàng. Đi đâu mà vội mà vàng. Ôi giời, vẫn còn cơ. Cao thế. Mong là lên trên là lưu hồi sinh bạn ạ. Wow, chưa lưu. À lưu mà con lưu 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 lưu. Woo, khoan. Ủa, sao nãy mình không nhảy xuống đây luôn à? Mình còn nhảy lên trên người ta. Không biết là có chặn thằng hình hay không bạn ạ. Chắc là chặn rồi chứ không thể nhảy thẳng qua luôn mà. Bất công cần gì phải nhảy tiên cao đâu, đúng không? Nhảy vài tầng ở dưới cũng được mà. Ảo thật đấy bạn ạ. Ê, để quả đen chí mạng vậy. Hết hồn tí rốt. Ông thiết kế quả đen chuốt đây. Tí thì bóp bạn ạ. Ô chết hết à. Ok mỗ, đẹp phết này. Wow. Bàn à, ăn bánh uống trà à, đường bây giờ đẹp chứ. Nhưng ok mỗ tệ cổng này nhìn sâu. Cổng này nhìn sâu quá. Chúng mất thẩm mỹ bạn ạ. Cổng này là nên làm lại cái cổng, cổng linh hồn Nhật Bản làm trông rất thẩm mỹ bạn ạ. Không ổn lắm. Úi xong rồi. Úi giời ơi. Ê. Ok. Ê. Ơ. À. Rồi xong rồi lại trò chơi nhân phẩm bạn ơi. Rồi trò chơi nhân phẩm. Ủa? Trời ơi, vậy là bồ đỏ. Em nhảy cố vậy màu đỏ em ơi. Màu đỏ mà, à không, có nghe mình nói gì đâu, quên mất. Bên này không? Nhảy sang bên này không? Đó, từ từ nha, kiểm tra chắc bạn ạ. Ok, vứt nhầm rồi, bây giờ vứt khó bạn ạ. Bây giờ vứt đồ rất là khó, nó không như ngày trước nữa. Đâu, để vứt đồ à? Đâu, nó vứt đồ rất là khó bạn ạ. Đâu, nó. Đó. Tôi không được rồi, tôi không hiểu sao bạn ạ bây giờ. Không biết gì đấy, sao ở trận hình này. Ủa? Trận hình mà, sao lại qua đâu vậy? What? Ơ? À vậy? Ủa? Ơ? Cái gì, cái nhà nào? Ủa? What? Ảo thật à? What? Hay là bên này nhảy được? À, vứt đồ rồi khó bạn ạ. What? Hack à? Hack rồi! Ai trưởng? Ảo thật đấy. Kìa, vứt đồ rồi khó chịu nhỉ? À được rồi. Bây giờ cảm giác cầm đồ để vứt ra nó rất là khó, nó không như cái trước. Cái gì thế? À chặn đầu. Hết hồn, hết hồn. Ơi. Đang một ô mà hai ô là giật mình nha. Kiểu đang cái đà một ô á tự nhiên chuyển qua hai ô. Cái gì đấy? Nhưng mà tự nhìn lại vậy. À không biết nhở. Quên mất là mình có thể bấm chữ G để vứt đồ mà. Ở trên PC bấm chữ G vứt đồ. Ôi đà, ôi đà. Nói chung là mấy level quế khá là ổn bạn ạ. Mấy level đầu nó hơi kỳ, có một vài level không được lý lắm. Nhưng chắc cũng ok. Thế đấy cũng ổn mà, để cửa chắc là thôi, chắc không để cửa đâu nhỉ. Rồi, cái map Bắc Quân dân bản của bạn nào đó. Đây để cho bạn có ID nha. Bạn vàng 2K7 anh em xã hội 29 Hà Nội à, chất à, ôi vàng đào à, vàng đào
chữ A O vàng đao. Ok bạn vàng đao, ID là 10514390 các bạn nhá. Rồi. Mark của bạn vàng đao, chúng ta chơi cũng ổn rồi. Quá toàn mắc kinh dị nhìn sợ ấy mọi người. Em bây giờ trông hơi rén Mark VIP luôn mà. Wow. Tự nhiên tôi mới thấy cũng quấn quấn rồi nhưng mà tôi sợ ma lắm. Ok. Rồi, thì các bạn có thể trải nghiệm thử map Tokyo Nhật Bản bạn vàng đao nhá, chơi khá là ok chứ nhỉ. 5 người đề cử đấy. 1 2 3 là tải, đẹp ta, có đẹp ta. Rồi video chắc là xin phép được kết thúc lại thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mình đang làm thì hãy để lại bình luận với bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.